Lại nữa, này Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng hành tánh vô lượng của sắc là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng hành tánh vô lượng của thọ tưởng hành thức là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao, này Xá Lợi Tử? Vì tánh vô lượng của sắc thì chẳng phải là sắc, vì tánh vô lượng của thọ tưởng hành thức thì chẳng phải là thọ tưởng hành thức. Này Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng hành tánh vô lượng của nhãn xứ là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng hành tánh vô lượng của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao, này Xá Lợi Tử? Vì tánh vô lượng của nhãn xứ thì chẳng phải là nhãn xứ, vì tánh vô lượng của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ thì chẳng phải là nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ. Này Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng hành tánh vô lượng của sắc xứ là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng hành tánh vô lượng của thanh hương vị xúc pháp xứ là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này Xá Lợi Tử, vì tánh vô lượng của sắc xứ thì chẳng phải là sắc xứ, vì tánh vô lượng của thanh hương vị xúc pháp xứ thì chẳng phải là thanh hương vị xúc pháp xứ. Này Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng hành tánh vô lượng của nhãn giới là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng hành tánh vô lượng của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này Xá Lợi Tử, vì tánh vô lượng của nhãn giới thì chẳng phải là nhãn giới, vì tánh vô lượng của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thì chẳng phải là sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra. Này Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng hành tánh vô lượng của nhĩ giới là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng hành tánh vô lượng của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này Xá Lợi Tử, vì tánh vô lượng của nhĩ giới thì chẳng phải là nhĩ giới, vì tánh vô lượng của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thì chẳng phải là thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra. Này Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng hành tánh vô lượng của tỷ giới là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng hành tánh vô lượng của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này Xá Lợi Tử, vì tánh vô lượng của tỷ giới thì chẳng phải là tỷ giới, vì tánh vô lượng của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thì chẳng phải là hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra. Này Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng hành tánh vô lượng của thiệt giới là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng hành tánh vô lượng của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này Xá Lợi Tử, vì tánh vô lượng của thiệt giới thì chẳng phải là thiệt giới, vì tánh vô lượng của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thì chẳng phải là vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra. Này Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng hành tánh vô lượng của thân giới là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng hành tánh vô lượng của xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này Xá Lợi Tử, vì tánh vô lượng của thân giới thì chẳng phải là thân giới, vì tánh vô lượng của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thì chẳng phải là xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra. Này Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng hành tánh vô lượng của ý giới là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng hành tánh vô lượng của pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này Xá Lợi Tử, vì tánh vô lượng của ý giới thì chẳng phải là ý giới, vì tánh vô lượng của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thì chẳng phải là pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra.